Hello, xin chào các bạn đến với kênh Linh Miu Tarot. Ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta như các bạn thấy ở title đó chính là dự đoán về năm 2022 của các bạn thuộc nhóm đất, kim ngưu, xử nữ, ma kết. Lý do vì sao hôm nay lại là nhóm đất thì bởi vì như mình đã chia sẻ ở những video trước ấy, là mình dạo này mình không có thời gian để làm 2 hoặc 3 video một tuần nữa, mà chỉ có thể làm một tuần một video thôi. Do đó mình nghĩ là mình sẽ phải khởi động cái chủ đề là dự đoán năm 2022 sớm. Thì để đảm bảo cái chủ đề đó nó được đúng với nhiều đối tượng nhất có thể thì mình đã chia ra, mình sẽ làm hôm nay sẽ là tiết của nhóm đất, ngày hôm sau sẽ là của nhóm tiếp tục theo là có thể là nhóm nước, rồi nhóm lửa, rồi đến nhóm khí. Và ở mỗi nhóm thì mình cũng sẽ có 3 tụ bài để cho các bạn ở nhóm đó chọn. Các bạn đó dù là kim ngưu, ma kết hay xử nữ cũng đều có thể chọn một trong 3 tụ. Mình không có chia là tụ nào của kim ngưu, tụ nào của ma kết hay tụ nào của xử nữ ha. Thì ở đây mình có 3 tụ bài. Tụ số 6 là con hải ly, tụ số 59 là con sao biển và tụ số 57 là con sóc. Các bạn có thể chọn theo hình ảnh của con vật ở trên đây, hoặc là các bạn có thể chọn theo con số 6, 59 hoặc là 57, con hải ly, con sao biển hoặc là con sóc. Chủ đề của chúng ta mình lặp lại lần nữa đó chính là dự đoán năm 2022 của các bạn thuộc nhóm đất, kim ngưu, xử nữ, ma kết. Nhóm đất, kim ngưu, xử nữ, ma kết có thể là sao sinh sai của các bạn nha, có thể là sao mặt trời hoặc cũng có thể là mặt trăng, hoặc là một cái yếu tố mà nó vượt trội ở trong bản đồ sao của các bạn. Nó nghĩa là trong bản đồ sao của các bạn thì có cái yếu tố nhóm đất nó vượt trội hơn hẳn, mặc dù sinh sai của các bạn có thể là thiên bình nhưng mà trong bản đồ sao nó có yếu tố nhóm đất vượt trội hơn, thì các bạn vẫn có thể xem cái clip này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu với tụ thứ nhất, đó là tụ của chú Hải Ly số 6. Hello, xin chào các bạn đến với tụ bài thứ nhất là những bạn chọn con Hải Ly này. Đây chính là trải bài của các bạn chọn tụ bài thứ nhất ha. Thì để nói về năm 2022 của các bạn chọn tụ bài thứ nhất thì mình thấy rõ ràng cái năm 2022 á, nó sẽ là một năm mà các bạn khởi đầu rất nhiều thứ và cũng có thể là sẽ từ bỏ một vài thứ. Nhưng nhìn chung năm 2022 của các bạn là một năm gọi là tốt tầm trung bình á. Nó có up and down, nó có lên và xuống, nó có được mảng này nhưng mà mất mảng kia, nó có đầy những cái trải nghiệm vui buồn cảm xúc, rồi tất cả này nọ nó đan xen và nó lẫn lộn. Nhưng nhìn chung mình cảm thấy đây vẫn là một năm tốt. Nếu như các bạn gọi là đi bốc quẻ đầu năm á thì cái quẻ này nó có thể gọi là quẻ thượng á. Mình sẽ có thượng rồi thượng là rất tốt, còn thượng nghĩa là tốt mà tốt bình thôi, tốt được thôi á. Thì đó, cái năm 2022 nói về đầu tiên là mặt tài chính và công việc của các bạn đi, thì mình có thể thấy năm 2022 các bạn sẽ được, nếu đối với các bạn mà làm việc ở công ty nha, làm việc cho một tổ chức nào đó, thì các bạn sẽ được promote, các bạn sẽ được thăng chức, các bạn sẽ được đề bạt lên một cái vị trí mới, một cái vị trí cao hơn, vị trí senior hoặc là vị trí cấp quản lý. Mà ở đây thì mình thấy là vị trí cấp quản lý là khá nhiều. Còn đối với các bạn mà làm việc freelance thì có thể là các bạn sẽ mở rộng được cái lĩnh vực việc làm của mình. Nghĩa là nếu mà các bạn làm freelance á, thì thay vì trước nay bạn chỉ làm ở một mảng này thôi, thì năm 2022 bạn sẽ bắt đầu bạn làm thêm được những cái mảng khác có liên quan nữa, và đạt được nhiều thành công hơn. Còn đối với các bạn mà kinh doanh á, nghĩa là tự kinh doanh á, thì năm 2022 cũng sẽ là cái năm mà các bạn thúc đẩy tạo dựng cái nền móng cho cái công ty của các bạn, hoặc là các bạn thúc đẩy cái việc kinh doanh của công ty hoặc là của cái startup của các bạn có nhiều cái sự biến chuyển tốt hơn. Bạn dám làm vượt ra khỏi cái giới hạn trước đây của mình và dám đối mặt với những cái thách thức khác. Nhìn chung về vấn đề tài chính thì các bạn sẽ khá là ổn. Chúng ta có vua xu chứng tỏ là
năm 2022 các bạn không lo lắng về mặt tiền bạc nha. Mình có thể khẳng định điều đó, các bạn hoàn toàn là không hề lo lắng về chuyện tiền bạc. Chỉ có cái là trong công việc của các bạn á, thì sẽ có những cái sự mệt mỏi nhất định. Có thể là có một số những cái mâu thuẫn, những cái bất đồng về mặt tư tưởng. Ví dụ như là bạn lên làm leader đi đúng không? Thì team member của các bạn sẽ có thể là không không đồng thuận, không đồng ý với nhau, hoặc là không đồng ý với bạn. Nếu mà bạn làm startup thì có thể là cái nhóm startup của các bạn có vấn đề. Nếu các bạn mở kinh doanh riêng thì chính bạn và những cái cổ đông khác, hoặc là những cái người khác, những cái người nào đó mà có tham gia vào công việc kinh doanh của các bạn á, thì có cái sự mâu thuẫn về tư tưởng, về suy nghĩ, về đường lối. Đa số ở đây mình sẽ thấy là vì cái cách thực hiện của các bạn nó táo bạo, nó mạnh mẽ, nó vượt ra khỏi những cái khuôn khổ mà trước nay cái công việc của các bạn thường làm. Do đó có thể là nó vô tình khiến cho những người khác cảm thấy hoang mang, lo lắng, lo sợ, không biết là cái này có thành công hay không. Nhưng mà họ lại thấy bạn rất là quyết tâm, và họ cũng không gọi là họ không có phản đối, họ không có chống đối bạn, nhưng mà kiểu là họ bị không có cái lòng tin là cái chuyện này nó sẽ thành công á, cho nên là cái việc mà họ ủng hộ các bạn nó không có được nhiều như trước. Ví dụ như trước đây họ ủng hộ các bạn 80, 90, 100% đi, thì bây giờ họ vừa làm, họ vẫn làm cho các bạn, họ vẫn nghe theo cái sự dẫn dắt guiding của các bạn, nhưng mà họ làm trong cái tâm thế hoang mang, hoặc là họ làm theo kiểu là làm cho xong cho rồi, vì đây là công việc thôi, làm cho xong cho rồi, chứ bạn không có được một cái sự hỗ trợ hết lòng từ phía những cái người đồng đội hoặc là những cái người cùng team của mình ha. Nhưng mà thực sự là những cái hướng đi mà các bạn sẽ đi trong 2022 có thể nói đó là một cái hướng đi tốt, và nó mang lại những cái niềm hy vọng mới cho cái công việc và tài chính của các bạn. Nó không những là đặt nền tảng, tức nghĩa là đúng là bạn vừa mới lên được một vị trí cao hơn đúng không, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Bạn lên được cái vị trí đó, và bắt đầu từ vị trí đó bạn mới xây dựng một cái nền tảng rất vô cùng vững chắc từ cái vị trí đó để còn tiến xa hơn nữa. Thì cái năm 2022 có thể nói là cái năm mà các bạn thuận lợi cũng có, mà khó khăn cũng có về mặt công việc và tài chính. Cái thuận lợi nó đến trước, và vì nó đến trước cho nên là cái khoảng còn lại trong năm, chắc là khoảng từ mùa hè trở đi á, thì nó sẽ hơi khó khăn một chút. Vì khi mà bạn đạt được cái thuận lợi ban đầu rồi thì bạn sẽ phải đối mặt, không phải là khó khăn, mà bạn sẽ phải đối mặt với những cái thử thách cao hơn, ở những cái vị trí cao hơn mà bạn đang nắm giữ. Cái lời khuyên cho cái công việc và tài chính của các bạn đó chính là các bạn đừng ngại ngần hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác. Có thể người khác ở đây không nhất thiết là những người cùng trong team của bạn nha. Người khác ở đây có thể là sếp bạn, có thể là một người bạn nào đó, có thể là một người thân nào đó, nói chung một người nào đó mà các bạn cảm thấy tin tưởng, tin cậy. Các bạn có thể hỏi sự giúp đỡ từ họ, hỏi sự khuyên nhủ, những cái lời khuyên từ những người đi trước, những cái sự kinh nghiệm, hoặc là các bạn có thể tham gia những cái diễn đàn nào đó mà có các chuyên gia về cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải, và các bạn lắng nghe những cái chia sẻ từ những cái vị chuyên gia đó thông qua những cái diễn đàn. Bây giờ thì rất là nhiều diễn đàn online webinar được tổ chức ở trên mạng, thì các bạn không nên ngại ngần hỏi xin, tại vì đó là những cái các bạn sẽ có được cái sự thành công, các bạn cũng sẽ có được những cái lời khuyên, những cái feedback, những cái replies nó phù hợp, và nó giúp cho bạn không phải là thoát khỏi vấn đề này đâu, bởi vì vấn đề này là của bạn, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn có một cái tầm nhìn cởi mở hơn và tươi sáng hơn, và khiến cho bạn nhìn ra được những cái điều mà trước nay nếu như mà bạn ở vị trí bên dưới thì bạn không thấy, thì bây giờ giống như là bạn đã leo lên một cái đỉnh núi nhỏ thì bạn bắt đầu thấy được những cái đỉnh núi cao hơn, và bạn biết là tiếp theo mình nên làm gì và mình cần làm gì. Nói về vấn đề tình cảm và các mối quan hệ của các bạn tuổi thứ hai,
nói về vấn đề tình cảm trước đi. Đối với những bạn mà còn độc thân á, thì mình có thể thấy là trong năm 2022 bạn khá là đào hoa. Các bạn sẽ gặp gỡ, hội họp, tụ tập, được mai mối, hoặc là các bạn đi tham gia những cái buổi tiệc hay là những cái sự kiện gì đó, mà nói chung là bạn gặp được rất là nhiều người và rất là nhiều người để ý các bạn. Trong mắt của họ, các bạn có một cái sự thu hút không chỉ là về ngoại hình mà còn về cả cái địa vị mới, hoặc là cái tính cách. Nói chung là bạn có một cái sự thu hút khi mà người ngoài, một cái người bên ngoài, một cái người lạ mà họ nhìn thấy bạn thì họ thấy có một sự thu hút nhất định. À, cô này, anh này trông như thế này nè, rồi làm như thế kia nè, kiểu vậy. Họ cảm những cái yếu tố bên ngoài của bạn rất là thu hút với những người khác. Nhưng mà đào hoa thì đào hoa vậy thôi, nhưng mà các bạn vẫn chưa cố định được với một ai hết, chưa đến được với một ai hết, kiểu giống như là lắm mối tối nằm không vậy á. Thì năm 2022 giống như các bạn, mình cảm giác là cái năng lượng của các bạn tập trung về vấn đề công việc và tài chính nhiều hơn là vấn đề tình cảm. Cho dù có rất là nhiều cái option cho các bạn lựa chọn, có rất là nhiều người mà các bạn cũng cảm thấy rung động đi, thì các bạn cũng chưa sẵn sàng cam kết trong một mối quan hệ. Thứ nhất là các bạn vẫn còn muốn vui trước đã, các bạn vẫn còn muốn enjoy cái sự thoải mái tự do của cuộc sống. Và cái thứ hai nữa đó chính là các bạn muốn cái lá The Hangman và cái lá Anchor này á, nó cho mình cảm giác giống như là có hai trường hợp. Hoặc là các bạn vẫn có một cái vấn đề gì đó nó đau đớn ở trong lòng mình, có thể là câu chuyện một người cũ, hoặc là một câu chuyện quá khứ, hoặc là một cái vấn đề nào đó của riêng các bạn mà các bạn chưa sẵn sàng tiến đến cam kết. Hoặc là các bạn đang vẫn còn chưa gặp được một người thật sự rất rất hài lòng. Nghĩa là trong những cái option mà các bạn đã thấy á, thì cũng có người hài lòng đó, nhưng chưa phải là một người thật sự mà lay động con tim bạn, và vẫn đang chờ một cái người như vậy đến để làm cho bạn muốn tiến đến với người đó. Còn đối với những bạn mà đã có đôi có cặp rồi á, thì cái thời điểm năm 2022 sẽ là cái lúc mà các bạn phải tỉnh táo hơn. Cái thời kỳ trăng mật á, nó có vẻ là nó đã qua rồi và nó sẽ bắt đầu rơi vào cái thời kỳ gọi là chai lì của cảm xúc. Thì các bạn cần phải đầu tư lại thời gian và công sức cho cái mối quan hệ này. Các bạn cần phải nhìn nhận mối quan hệ này một cách cụ thể, là cái mục tiêu tiến đến của mình trong mối quan hệ này là gì, mình có muốn đi lâu dài với người này hay không, hay là mình chỉ muốn một mối tình bình thôi. Nghĩa là nếu mà các bạn muốn đi lâu dài thì các bạn phải có sự thay đổi để gắn kết hai người với nhau hơn. Còn nếu như đây vẫn chưa phải là mối quan hệ mà các bạn cảm thấy thật sự là sẽ đi cùng mình đến cuối đời, thì maybe các bạn sẽ look around, các bạn sẽ nhìn quanh và sẽ nhòm ngó thêm những cái option khác, những đối tượng khác. Mình đang nói với các bạn nha, không phải là đối phương đâu. Nói chung là cái năm 2022 của những bạn chọn tụ bạc thứ nhất, về mặt tình cảm, dù nếu là đối với các bạn độc thân á, thì là vẫn độc thân tiếp nha, nhưng mà độc thân trong kiểu là độc thân chủ động, ế chủ động á, một cách vui vẻ. Còn đối với những bạn mà đã có đôi có cặp thì nó sẽ có những khoảng cách, sẽ có những khoảng cách lòng, sẽ có những lúc mà cảm thấy không có sự gắn kết với nhau, sẽ có những lúc cảm thấy xa nhau, kiểu như là một tuần gặp nhau đi ăn đi chơi cho vui, nhưng mà không thật sự chia sẻ và chạm được đến lòng của nhau. Nhìn chung vẫn là một cái cảm giác giống như là cái người đó vẫn chưa thật sự chạm đến tận sâu trong trái tim của mình. Dù là độc thân hay là đã có đôi có cặp thì đều là cái cảm giác như vậy cả. Tiếp theo, lời khuyên cho cái chuyện tình cảm và mối quan hệ. Quên, mình còn nói về mối quan hệ chứ. Mối quan hệ thì mình nói chung thôi, mình không có tách ra cho các bạn độc thân hay có đôi có cặp. Về các mối quan hệ nói chung á, thì mình cảm thấy là các bạn nên cẩn thận mồm miệng, cẩn thận trong cái việc mà thể hiện cái cá tính hoặc là thể hiện cảm xúc của mình ở nơi công cộng, hoặc là trước đám đông, hoặc là với những cái người khác. Tại vì
mình có cảm giác là năm 2022 các bạn sẽ bị soi mói, các bạn sẽ bị soi xét khá là nhiều. Có thể một phần đến từ cái việc là các bạn lên được một cái vị trí mới hoặc là làm một cái điều gì đó mới ở trong vấn đề công việc của các bạn. Do đó là dẫn đến cái cộng đồng, những cái người xung quanh các bạn, mối quan hệ xung quanh, họ có một chút gì đó họ dè chừng, họ soi mói, họ hơi nhìn ngó các bạn một chút. Nói chung là không nên đặt lòng tin 100% vào bất kỳ ai trong năm 2022. Cũng như là hãy nên cẩn thận những cái lời ăn tiếng nói, cẩn thận những cái cử chỉ và hành động của mình. Không khéo thì có thể sẽ bị hiểu lầm, như là bạn là ý A nhưng người ta hiểu lầm bạn thành ý B. Nói chung là bị hiểu lầm đi. Và hơn nữa là có thể là các bạn nên chơi chiêu gọi là im lặng là vàng á. Mình cảm thấy như vậy. Mình cảm thấy là có thể các bạn nên nên sử dụng cái câu im lặng là vàng và áp dụng trong tất cả các mối quan hệ của các bạn trong năm 2022. Như vậy sẽ tốt hơn cho các bạn trong năm 2022. Và hãy tin ở bản thân mình. Cái lời khuyên trong năm 2022 các bạn đó chính là love who you are, là hãy yêu thương chính bản thân mình. Bản thân mình chính là một cái nguồn năng lượng thật là rực rỡ và xứng đáng được nhận những cái điều tốt đẹp mà cuộc sống này mang lại cho các bạn. Do vậy dù ai có nói như thế nào, dù ai có không đặt lòng tin ở các bạn, hay là dù ai có thể hiện một cái điều gì đó nghi ngờ các bạn, thì các bạn hãy cứ tin rằng cái con đường các bạn đang đi là đúng và bạn làm điều đúng, điều tốt. Chứ bạn không bạn không cần phải giải thích, hoặc không cần phải có một cái sự chấp thuận, đồng ý từ một ai đó để làm cái điều tốt của cuộc sống của bạn. Đó thì đó là lời khuyên của năm 2022 ha. Tiếp theo đến cái phần là những cơ hội và thách thức mà các bạn có thể gặp. Mình cảm thấy là trong năm 2022 á, các bạn có thể sẽ rời đi một cái tình huống, hoặc một cái câu chuyện, hoặc một mối quan hệ nào đó mà cái tình huống và cái câu chuyện đó nó làm cho các bạn cảm thấy mệt mỏi khá là nhiều. Vì sao mệt mỏi? Bởi vì các bạn không biết được những cái sự thật. Mình cảm giác là cái lá chín xu quay ngược mà đi cùng với lá the moon. Mình cảm thấy là trong cái tình huống đó hoặc là mối quan hệ đó thì có khá là nhiều cái uẩn khúc, có khá là nhiều cái sự bí mật mà các bạn không nhìn được, giống như có một ai đó đang cố tình lấy tay che lấp một bầu trời vậy á, và không cho bạn nhìn thấy được sự thật. Và bạn đã quá mệt mỏi trong cái tình huống đó rồi, và cuối cùng cái phương án lựa chọn của bạn là bạn rời đi. Ở đây chúng ta có cái lá là sáu kiếm này, có cái lá là lưỡi liềm, và cũng có cái lá mà con tàu, đều thể hiện cái sự rời đi khỏi một cái người mà ở đây mình thấy cái người đó có thể là không phải là một người. Nếu như là một người thì người đó có thể là một cái người có quyền lực hơn bạn, và luôn như lúc nãy mình nói, luôn cố gắng là dùng tay che cả một bầu trời. Hoặc nếu nó không phải là một người á, thì nó cũng sẽ là một cái tình huống mà các bạn bị mơ hồ, không rõ, không biết được cái kết quả của nó. Nếu như mà mình đầu tư cái này thì không biết có kết quả hay không. Rồi nếu như trong năm 2022 có ai đó mà rủ các bạn đầu tư vào một cái gì giống như là chơi chứng khoán, chơi Bitcoin, rồi chơi token, những cái gì đó mà online, thì không nên chơi. Vì nó sẽ không có mang lại cho các bạn những cái kết quả mà các bạn mong muốn. Bởi vì các bạn chưa có thực sự hiểu rõ được cái đó, chưa thực sự hiểu rõ được cái việc đầu tư đó. Bạn chưa có một cái bức tranh toàn cảnh ở trong đầu về cái việc mình đầu tư đó. Những cái gì mà bạn nhìn thấy á, nó chỉ là một mảng, một khía cạnh nào đó thôi. Và khi bạn chưa có đầy đủ thông tin thì rất dễ dẫn đến cái việc mà bạn mất mát, hoặc là đầu tư sai, hoặc là đó. Nói chung là trong năm 2022 thì các bạn được cũng nhiều mà các bạn mất đi, không phải là mất đi mà là các bạn rời bỏ một cái điều gì đó, cho một cái điều gì đó nó biến mất khỏi cuộc sống của mình á, thì cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà nhìn chung thì năm 2022 đó là một cái năm mà các bạn tự tạo cho mình một cái tiền đề vững chắc. Nội cái chuyện mà
công việc và tài chính mà có được một cái tiền đề vững chắc và có đường hướng phát triển á, nó đã thể hiện một cái điểm rất tốt, một cái điều tốt rất lớn trong năm 2022 của các bạn rồi. Rồi thì đó là những gì mình thấy cho các bạn chọn tụ bài thứ nhất. Nếu các bạn cảm thấy trả bài này hay đúng, phù hợp bản thân thì hãy like và comment dưới phần bình luận giúp mình. Nếu muốn có những trả bài cá nhân với mình thì hãy nhắn tin cho mình trên Facebook hoặc là Instagram Linh Miu Tarot. Mình sẽ tư vấn cũng như báo giá cho các bạn. Đừng quên follow Linh Miu Tarot trên YouTube, Instagram, Facebook và TikTok để biết khi nào mình ra video clip mới nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn vui, bye bye. Hello, xin chào các bạn đến với tụ bài thứ hai, là tụ bài của chú Starfish, là sao biển, của chú sao biển này với con số là 59. Sau đây là trải bài của các bạn nhận tụ bài thứ hai ha. Nhìn chung năm 2022 của các bạn nhận tụ bài thứ hai thì có thể nói là các bạn tốt có xấu có, nhưng mà có thể là các bạn sẽ gặp khá là nhiều thách thức trong cuộc sống, những thách thức, những thử thách, hoặc là những cái khoảng thời gian mà bạn phải chờ, bạn phải bình tĩnh, bạn phải calm down và bạn phải luôn giữ một cái đầu mới, một cái đầu lạnh để luôn open, luôn mở cho mình những cái khả năng. Có nghĩa là có thể bạn sẽ rơi vào những cái tình huống mà các bạn cho rằng là chỉ có một hoặc hai, nhưng mà thật ra là không, mình có cách giải quyết thứ ba nữa, nhưng mà vì mình chưa có đủ open mind, mình chưa có đủ cởi mở trong cái lối tư duy và suy nghĩ, cho nên mình chỉ nhầm vào một hoặc hai thôi và mình chưa nhìn thấy cái thứ ba. Thì cái năm 2022 sẽ là năm mà yêu cầu các bạn phải cởi mở tư duy để nhìn ra nhiều hơn những cái khả năng của những sự vật sự việc xung quanh mình, thì các bạn mới có được một cái năm 2022 nó trọn vẹn và nó tốt lành. Nhìn chung thì mình cảm thấy năm 2022 vẫn là tốt, vẫn là tốt với các bạn, cũng giống như tụi một vậy đó. Cái tốt nó sẽ nằm ở mức thượng chứ không phải là thượng nghĩa là tốt, tốt vừa phải, tốt bình bình á. Rồi nói về công việc và tài chính năm 2022 của các bạn chọn bài thứ hai thì mình thấy là có thể cho năm 2022 các bạn sẽ bỏ việc, sẽ nghỉ việc hoặc là sẽ thất nghiệp, nhưng mình nhìn thấy nó giống như là các bạn sẽ bỏ việc nhiều hơn là các bạn thất nghiệp á. Lý do các bạn nghỉ việc vì các bạn có một cái mục tiêu nào đó mà các bạn muốn thực hiện, nhưng mà để đạt được cái mục tiêu đó thì các bạn giống như cần phải có một cái khoảng thời gian riêng để chui rèn bản thân, để học hỏi thêm, tìm hiểu thêm. Hoặc cũng có thể thấy là cái trải bài này dành cho các bạn mà chưa đi làm mà gọi là còn đang đi học á, thì năm 2022 sẽ là năm các bạn học thêm nhiều thứ hơn nữa để nâng cao cái khả năng của bản thân. Ở đây chúng ta có lá ba gậy là các bạn có mục tiêu nha, có một cái tầm nhìn, và có lá the hermit là cái lá mà một cái người mà trên cái hành trình học hỏi của chính bản thân mình để nâng cấp bản thân mình tốt hơn. Nếu mà nói là các bạn thất nghiệp, các bạn nghỉ việc, các bạn không có đi học hoặc là không có làm gì á, thì nó là tiền đâu mà ăn. Thì thật ra trong năm 2022 mình thấy các bạn vẫn có tiền nha. Vẫn có tiền rất là nhiều luôn á. Có thể là các bạn có được một sự giúp đỡ từ người thân, từ gia đình, hoặc là ở đây mình thấy rõ ràng là một người phụ nữ lớn tuổi. Có thể những người này sẽ là người giúp đỡ các bạn về mặt tài chính khá là nhiều. Cái năm 2022 của các bạn á, chú trọng vào việc các bạn cần phải kiên nhẫn và lên cho mình một kế hoạch rõ ràng để đạt được những cái mục tiêu của mình. Nói là các bạn có đạt được hay không á thì không dám nói chắc là có hay không, nhưng khả năng cao ở đây sẽ là có, nếu như các bạn có đủ niềm tin, tin rằng mình có thể làm được cái mục tiêu mà mình đặt ra thì chắc chắn sẽ là có. Đối với những bạn có ý định đi du học, trong thời gian này các bạn cần đào tạo, bồi dưỡng bản thân mình nhiều hơn thì các bạn sẽ đi được. Đối với những bạn định đi xuất khẩu lao động hoặc là đi định cư ở nước ngoài, bởi vì mình thấy có những cái hình ảnh lá con thuyền, sự rời đi, người cưỡi ngựa, nói chung là những hình ảnh của một sự ra đi đến một cái nơi khác á, nó rất là rõ ở đây, thì cũng đều là có thể là được, nhưng với điều kiện, đều là với một cái điều kiện là bạn phải có một cái sự nhẫn nại và đều phải có một cái lòng tin ở chính mình, cũng như là có một cái kế hoạch cụ thể, giống như các bạn phải lên được cái lịch là đến tháng mấy đó hoặc là đến thời gian nào đó mình sẽ phải học được cái gì đó hoặc là mình phải đạt được cái gì đó.
thì nếu các bạn gắn chặt với cái lịch trình đó thì các bạn sẽ thành công nha. Ở đây cái trải bài của các bạn nó dừng ở con số 7 rất là nhiều nha. Số 7, 17, 7, ba cái lá chủ đạo của trải bài trong cuộc sống 2022 mà ra số 7 khá là nhiều. Số 7 nó thể hiện một cái sự đấu tranh nội tâm, đấu tranh với bản thân, hoặc là một cái gì đó mà nó khá là trong trên đó các bạn. Nó vừa là trong trên nhưng mà nó cũng vừa là một cái sự khởi đầu, bắt đầu cho một cái gì đó mới. Nếu như mà mình vượt qua được cái giai đoạn trong trên đó thì đó là thông điệp về cái việc công việc và tài chính của các bạn. Rồi nói về tình cảm và các mối quan hệ của các bạn chọn tụ bài thứ hai ấy, thì đầu tiên là nói với các bạn, nói về các bạn mà có đôi có cặp trước đi ha, tại vì mình thấy rõ ràng hơn. Nói chung nhìn chung thì dù là có đôi có cặp hay là độc thân á, thì cái chuyện tình cảm của các bạn nó cũng rất là tràn đầy hy vọng. Ở đây chúng ta có lá hốt và chúng ta có lá stars, đều là những cái lá mà nói về sự hy vọng, một cái điều gì đó nó tích cực, nó sẽ diễn ra trong tương lai, một điều gì đó đáng trông chờ. Đối với các bạn mà chọn các có đôi có cặp, có đôi có cặp ấy, thì cái tụ bài này nó nói về một cái mối quan hệ nó đi vào cái quỹ đạo ổn định, nó đi vào cái con đường ổn định. Lá chiến xu cho thấy là một cái mối quan hệ rất là ổn định, vững chắc và đầy tiềm năng để phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên cũng có một cái ý ở đây đó rằng có thể là trong năm 2022 các bạn sẽ đứng trước một cái sự lựa chọn, một sự lựa chọn nào đó trong mối quan hệ này. Giống như là mình cũng không thể biết chắc được là sự lựa chọn gì, tại vì ở đây bài nó không nói rõ, nhưng mình chỉ biết là trong cái mối quan hệ này các bạn sẽ có một cái sự lựa chọn. Có thể là một cái sự lựa chọn về việc kết đôi với nhau, đi lên một mức cao hơn nữa, thì các bạn phải lựa chọn với việc là từ bỏ cái cuộc sống độc thân, một cái cuộc sống mà rất là tự do tự tại, vì cái lá mà vua gậy quay ngược là một người mà rất là tự do tự tại và sống cho bản thân mình, sống cho chính mình. Thì bây giờ các bạn phải tiến đến một cái năng lượng gọi là năng lượng chín xu, là một cái năng lượng mà cam kết mức cao gần như là 10 xu, là gần như là lập gia đình, kết hôn chẳng hạn. Thì đến một cái mức cam kết đó thì các bạn cũng sẽ phân vân lựa chọn giữa cái việc là từ bỏ đi những cái sự thoải mái và cá nhân của mình để đưa cái mối quan hệ này lên một cái tầm cao hơn, hoặc là nó là một cái sự lựa chọn giữa việc, mình cũng không biết nói sao, nhưng mà ở đây nó có một cái gì đó nó mang cho mình một cái cảm giác giống như là còn một xíu nữa thôi là sẽ tới đích đó, nhưng mà gần tới đích thì các bạn lại phân vân. Giống như kiểu là khi mà các bạn bước vào mối quan hệ, các bạn mong muốn nó được A, được B, được C đi, thì các bạn được A, được B rồi thì còn có C nữa thôi, thì sẽ là được hết những cái điều các bạn mong muốn. Nhưng mà tự nhiên các bạn lại phân vân, các bạn lại chần chừ, hoặc là trong mối quan hệ này nó có 5 cấp độ phát triển chẳng hạn, các bạn lên được cấp độ thứ 4 rồi, còn một cấp độ nữa thôi, và hoàn toàn có thể lên được cấp độ thứ 5 luôn, nhưng đến lúc đó lại chần chừ, thì có một cái gì đó nó gọi là nó ngấp nghé các bạn. Và nó đòi hỏi cái tình huống này, nó đòi hỏi bạn phải đưa ra một cái sự quyết định, một cái sự quyết đoán để cho cái vấn đề này, cái câu chuyện này nó có một cái kết thúc. Ở đây không phải là the end đâu, mà kết thúc nghĩa là có một cái kết quả, chính xác hơn là có một cái kết quả mà như các bạn mong muốn, hoặc là một cái kết quả nào đó. Nói chung là không thể đứng ở cái mức ngấp nghé ngay bờ sông như vậy hoài được, các bạn phải đưa ra một quyết định nào đó ở đây. Còn đối với những bạn mà độc thân á, thì cũng tương tự, có thể là năm 2022 các bạn sẽ gặp được một cái người mà cũng gọi tạm gọi là ý trung nhân đi, một cái người mà lay động con tim của bạn đi, nhưng mà bạn sẽ phân vân với việc là có nên tiến đến với người đó hay không, tại vì bạn vẫn còn đang muốn tự do tự tại với cái cuộc sống cá nhân của riêng mình, và hơn nữa là kiểu giống như người đó giống như chỉ là một trong những lựa chọn của các bạn thôi á, nhưng người đó là cái lựa chọn an toàn nhất
cho nên các bạn rất là phân vân. Nhưng mà nhìn chung thì cái năng lượng tình cảm, cái mối quan hệ của các bạn chọn tuổi bài thứ hai thì khá là ổn, khá là tốt. Còn nói về gọi là các mối quan hệ xung quanh, các mối quan hệ xung quanh trong 2022 của các bạn, tại sao nó hơi giống tuổi thứ nhất? Mình nói giống là sao ta? Nghĩa là các bạn không nên đặt niềm tin quá nhiều ở các mối quan hệ xung quanh của các bạn, đặc biệt là các mối quan hệ về công việc. Sẽ có một người nào đó họ muốn, giống như là họ muốn tranh công này, họ muốn giành lấy tất cả, họ muốn là trung tâm của sự chú ý trong nhóm, hoặc là có một người nào đó họ đặt cái ích lợi cá nhân lên trên ích lợi nhóm. Nếu mà các bạn sinh hoạt trong một cái nhóm hoặc một tập thể hoặc một cộng đồng nào đó, thì sẽ có một người nào đó họ đặt ích lợi cá nhân của họ lên trên cái lợi ích của nhóm. Do đó các bạn không nên đặt lòng tin ở người đó quá nhiều, không nên đặt không nên đưa người đó làm leader của nhóm, hoặc là nói chung là nó không có như tụi bài thứ nhất. Tụi bài thứ nhất là phải cười hiền, phải im lặng, im lặng là thượng sách, im lặng là vàng. Các bạn ở tụi bài thứ hai thì không đến mức phải như vậy. Các bạn vẫn sinh hoạt, vẫn vui vẻ, vẫn vui cười với những mối quan hệ xung quanh cá nhân của mình, chỉ là các bạn đừng đặt lòng tin ở bất kỳ ai quá nhiều, và các bạn nên làm mọi thứ bằng chính khả năng mình, và hãy suy nghĩ rằng những cái mối quan hệ của mình là do mình quyết định, và mình phải có được sự độc lập tự chủ trong mối quan hệ đó, thì đó mới là mối quan hệ tốt. Còn những mối quan hệ nào mà có một người nào đó họ dùng cái ý chí cá nhân riêng của họ để điều khiển và chi phối mối quan hệ đối với các bạn á, thì các bạn nên tránh xa khỏi những cái mối quan hệ đó. Thì đó là nói về cái câu chuyện tình cảm và các mối quan hệ. Ở đây chúng ta cũng có một lời khuyên, đó chính là hãy practice compassion, nghĩa là hãy thực hành những cái sự yêu thương, những cái cử chỉ yêu thương. Mình nghĩ cái thông điệp này nó sẽ phù hợp với những bạn về câu chuyện tình cảm của những bạn có đôi có cặp, nghĩa là mọi cái bạn hãy nhìn nhận mọi việc nó theo một cái hướng tươi mới và tích cực, theo một cái góc nhìn nó mới mẻ hơn. Bởi vì cái mối quan hệ này nó có thể là nó bắt đầu đi đến một cái quỹ đạo ổn định, thì cái sự ổn định lâu ngày maybe nó có thể gây đến sự chán, hoặc là một cái trạng thái không hẳn là chán nhưng mà một cái trạng thái gọi là lặp lại và đều đặn. Thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là hãy thực hành những cái tình yêu thương đối với nhau, và hãy cho mọi cái việc mà lặp đi lặp lại đó, hãy nhìn cái việc lặp đi lặp lại đó với một cái góc nhìn nó tươi mới hơn. Giống như là ngày nào bạn cũng nấu ăn cho người yêu mình, đúng không? Thì các bạn hãy tạo một cái điều gì đó mới mẻ với cái việc nấu ăn đó, thì thay đổi món ăn, hoặc là thay đổi cách thức, hoặc là mình có thêm những cái nốt, cái ghi chú, cái dặn dò cùng với món ăn. Nói chung là mình hãy làm những cái việc hằng ngày đó một cách sáng tạo hơn. Thì đó là cái lời khuyên. Rồi tiếp theo chúng ta hãy đi đến phần là cơ hội và thử thách của các bạn chọn tụi bài thứ hai. Mình nói thật là cái phần cơ hội và thử thách của bạn chọn tụi bài thứ hai mình không có nhìn thấy được rõ ràng. Mình chỉ nhìn thấy được một cái năng lượng rất là mạnh mẽ, đó là các bạn được đòi hỏi phải thay đổi. Các bạn sẽ gặp một cái tình huống gì đó mà bắt buộc các bạn phải thay đổi, phải chuyển hóa hoàn toàn bản thân mình. Ở nếu như trước đây trong một cái tình huống tương tự bạn giải quyết mọi việc theo một hướng khác, thì bây giờ bạn cần phải giải quyết mọi việc theo hướng khác. Nó yêu cầu một cái sự thay đổi. Mình có thể nói cái năng lượng trước đây nha, trong cái tình huống đó, cái năng lượng, nếu năng lượng trước đây của các bạn là theo kiểu là các bạn sẽ giải quyết một cách diplomacy, gọi là một cách giao tiếp và đối ngoại á, nhưng mà trong năm 2022 cũng với cái tình huống đó, có thể các bạn sẽ phải kiên quyết hơn, các bạn sẽ phải gay gắt hơn, và các bạn sẽ phải sẵn sàng đối đầu, đấu tranh và đứng lên bảo vệ cho bản thân ở trong cái tình huống đó. Vì các bạn không thể nào giải quyết cái tình huống đó theo cái hướng đối ngoại, theo cái hướng mà dĩ hòa vi quý được nữa. Có thể là các bạn
cái tình huống đó, mình nhìn thêm một cái nữa là trong cái tình huống đó có thể là có bạn bị chịu ảnh hưởng bởi những cái luồng ý kiến cá nhân bên ngoài áp đặt vào trong cái tình huống của bạn khá là nhiều. Mà những cái luồng ý kiến cá nhân đó là những điều mà bạn có thể thấy được từ trước rồi, nhưng mà khi nó diễn ra thì nó lại làm cho các bạn kiểu khó chịu và gọi là hơi có một cái gì đó mà hơi buồn và hơi thất vọng. Mặc dù cái điều đó nó các bạn có thể thấy được từ trước, nhưng mà khi nó thật sự xảy ra thì nó lại làm cho các bạn hơi thất vọng. Và để mà thoát khỏi cái tình huống đó thì bắt buộc bạn phải thay đổi bản thân mình. Các bạn phải có một sự phải có một cái nhìn nhận khác đi. Và cái tình huống đó nó sẽ là một cái tình huống mà nó thử thách bản thân các bạn đối với một vấn đề nào đó, có thể đối với một mối quan hệ, có thể là đối với con đường hướng đi của các bạn, hoặc là đối với cái nhìn nhận của các bạn về một sự vật, sự việc nào đó. Nói chung vì đây là trải bài chung nên nó sẽ có nhiều cái mức độ và cấp độ khác nhau, nhưng mà cái tình huống đó sẽ là một cái tình huống đặt ra để thử thách bản thân các bạn, thử thách độ cam kết của các bạn. Và để vượt qua cái thử thách đó thì có thể là các bạn sẽ phải thay đổi bản thân và phải nhìn mọi chuyện theo một hướng nó tích cực và nó cởi mở hơn. Như lúc đầu trải bài mình có nói á, các bạn phải cởi mở với tất cả những vấn đề, tất cả những cởi mở cho tất cả những cái cách giải quyết, cởi mở cho tất cả những cái khả năng nó đều có thể xảy ra và diễn đến. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc đời bạn và mọi chuyện đều có cách giải quyết theo một hướng nào đó, thì các bạn phải cởi mở cái tư duy của mình lên để đón nhận tất cả những cái thông điệp và những cái điều mà vũ trụ mang đến gửi gắm trong năm 2022 của các bạn. Thì đó là những gì mà mình nhìn thấy cho các bạn ở tuổi thứ hai. Nhìn chung mình vẫn đánh giá đây là một trải bài tốt, nó không có một cái gì đó nó quá xấu, không có một gì đó quá ảnh hưởng. Các bạn cần chấp nhận rằng là trong cuộc sống của mình á, sẽ có lúc lên lúc xuống, sẽ có lúc thế này thế kia, miễn là mình có đủ sự tỉnh táo để mình nhìn nhận, đánh giá và vượt qua mọi chuyện. Hơn hết mình cũng cần phải có một cái sự tự tin và can đảm. Tự tin và can đảm để làm gì? Để đưa ra quyết định vào đúng thời điểm của nó. Rồi, đó là những gì mình nhìn thấy. Cảm ơn các bạn chọn tụ bài thứ hai. Nếu các bạn thấy hay, đúng và phù hợp bản thân thì like và comment dưới phần bình luận giúp mình. Nếu các bạn muốn có trải bài cá nhân với mình thì hãy nhắn tin cho mình trên Instagram hoặc Facebook Linh Miu Tarot, mình sẽ tư vấn cũng như báo giá cho các bạn. Đừng quên follow Linh Miu Tarot trên YouTube, Instagram, Facebook và TikTok để biết khi nào mình ra video clip mới nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn vui. Bye bye. Hello, xin chào các bạn đến với tụ thứ ba, đó là tụ của chú sóc số 57. Đây là trải bài của các bạn nhận tụ bài thứ ba nha. Nhìn chung ấy thì mình cảm thấy là tụ bài của các bạn nhận tụ bài thứ ba tốt có xấu có, nhưng mà có vẻ là mình không gọi là xấu mà gọi là cái thử thách trong năm 2022 của các bạn nhận tụ bài thứ ba nó nhiều hơn so với các bạn chọn tụ thứ nhất và tụ thứ hai. Tụ thứ nhất và thứ hai giống như là tụ thứ nhất và thứ hai á, họ đã qua khỏi cái đỉnh của cái xấu rồi. Và bây giờ cuộc sống họ bắt đầu xây dựng nền tảng để tốt lên. Còn các bạn chọn tụ bài thứ ba, các bạn cũng không phải là chạm đỉnh của cái xấu đâu, nhưng mà đại loại đây là một cái thời gian như là một cái waiting time vậy á, một thời gian chờ mà các bạn phải làm việc với chính bản thân mình rất là nhiều để vượt qua khỏi tất cả những cái thử thách mà vũ trụ và cuộc sống mang đến cho các bạn chọn tụ bài thứ ba trong năm 2022. Mình không đánh giá đây là một trải bài tốt, có thể đây sẽ là một trải bài trung bình, nó vẫn có những cái tốt nhưng mà thách thức thì sẽ nhiều hơn. Về việc công việc và tài chính á, thì mình thấy các bạn nhận tụ bài thứ ba có lẽ là nếu mà trong năm 2022 các bạn có ý định thay đổi công ty, thay đổi công việc, thay đổi ngành nghề thì hãy khoan, đây chưa phải là cái thời điểm thích hợp cho các bạn chọn tụ bài thứ hai làm việc đó. Cái việc đó nó sẽ được thực hiện có thể là qua cuối năm 2022 hoặc là qua năm sau. Còn nếu mà bạn nào mà đã thay đổi rồi á thì hãy suy nghĩ kỹ nha, và
nếu mà có không hài lòng với lại cái công ty, cái nơi mà mình vừa mới thay đổi á, thì các bạn hãy nên dừng lại và tiếp tục làm việc ở đó, khoan hẳn thay đổi cái nơi đó. Nói chung là cái thời điểm trong năm 2022 nó chưa phù hợp cho các bạn nhận tụ bài thứ hai để thay đổi môi trường làm việc hay công ty của các bạn. Mà nếu mà các bạn thay đổi á, thì có thể cái sự thay đổi nó sẽ diễn ra một cách liên tục, nghĩa là các bạn cứ nhảy rồi không hài lòng và lại nhảy tiếp. Các bạn chưa thể cố định trong năm 2022 tại bất kỳ một cái môi trường nào. Đó là trường hợp thứ nhất. Hay trường hợp thứ hai mình thấy đó là có thể các bạn nhận tụ bài thứ hai á, các bạn nhận tụ thứ ba, có thể là các bạn đã đạt đến cái đỉnh cao nhất có thể đạt được trong cái môi trường hoặc trong cái lĩnh vực ngành nghề đó rồi. Ví dụ như là các bạn đang làm leader của một team rồi, và tại cái công ty này á, đó là cái vị trí cao nhất dành cho các bạn. Các bạn sẽ không còn cái vị trí nào cao hơn cái vị trí đó để tiến lên nữa. Nó đồng nghĩa với việc là cái career path của các bạn nó sẽ ở đó. Mình không nói là nó dừng ở đó, nhưng mà nó sẽ nói là đó là cái đỉnh cao nhất rồi. Đó. Nhưng mà nó cũng chưa phải là lúc để cho các bạn chuyển đi nha. Mình nói là các bạn vẫn phải ở cái nơi đó thêm một cái thời gian để rèn luyện, để làm, để giống như là thuần thục công việc tại cái vị trí đó một thời gian, sau đó các bạn mới có thể tìm được một cái con đường khác cao hơn, xa hơn. Nhưng mà mình cảm thấy á, là đây sẽ là cái nơi làm việc gọi là trong một thời gian khá là lâu trước khi các bạn có một bước nhảy vọt. Cái bước nhảy vọt này là đi xa luôn á nha, là đi giống như là có thể là bây giờ các bạn đang làm ở Việt Nam thì các bạn sẽ làm ở công ty này một thời gian, và sau ở công ty này các bạn sẽ là đi ra nước ngoài và làm việc ở nước ngoài. Hoặc là đây sẽ là một cái nơi mà sau khi bạn nghỉ công ty này bạn sẽ nhảy ra bạn kinh doanh riêng. Nói chung nó sẽ là một cái bước nhảy vọt, một cái bước thay đổi rất nhiều so với những cái gì hiện tại bạn đang làm. Và cái thời gian mà các bạn làm ở trong cái công ty này, ở trong cái nơi này, cái môi trường này sẽ là cái thời gian mà cho các bạn cái sự học hỏi, khám phá bản thân, cho các bạn được trải nghiệm và thử nghiệm. Trải nghiệm nghĩa là sao? Các bạn sẽ làm được những cái, các bạn sẽ được nếm trải, các bạn sẽ làm những cái điều mà trước nay mà các bạn chưa biết, chưa làm. Và các bạn cũng sẽ được thử nghiệm. Thử nghiệm nghĩa sao? Thử nghiệm nghĩa là với một cái vấn đề đó, đây là một cái môi trường nó cho phép các bạn sai, cho phép các bạn sai và sửa, cho phép các bạn tự khám phá ra cái solution nào là tốt nhất. Tuy nhiên cũng sẽ có một cái khó khăn, đó chính là những cái người mà xung quanh các bạn á, những cái người đồng nghiệp của các bạn á, sẽ không có sự ổn định trong vấn đề về nhân sự, trong vấn đề đồng nghiệp của các bạn sẽ có sự thay đổi. Mặc dù đó là những người rất là vui, rất là dễ tính, rất là support, rất là ủng hộ, support á, nghĩa là bình thường đều rất là giúp đỡ nhau, nhưng mà kiểu như là mỗi người đều có một cái suy nghĩ và một cái ý chí, một cái nguyện vọng riêng, cho nên là cái team này thường đa số là nó không có gắn kết với nhau lâu được. Hoặc là hoặc là cái mối quan hệ của các bạn đối với những cái người đồng nghiệp xung quanh đó nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà đơn giản chỉ là các bạn không thể quá mức thân thiết được, giống như là bắt buộc cái vị trí của bạn với những người đó bạn phải có một cái giới hạn, phải có một cái hàng rào, và những người đó giống như là chỉ được đến đây thôi, những người đó không có được vượt qua cái hàng rào đó, và bạn cũng vậy, bạn cũng chỉ được đến đây thôi, bạn không được vượt qua cái hàng rào đó, thì như vậy nó mới giữ được cái mối quan hệ tốt đẹp và cái sự ủng hộ, support lẫn nhau ở trong công việc. Tóm lại theo mình nói là dù có là trường hợp nào thì trong công việc của các bạn á, các bạn vẫn, năm 2022 không phải là năm để các bạn thay đổi, không phải năm để các bạn nhảy việc, không phải năm để các bạn làm gì hết á. Các bạn vẫn là cái, đây là cái năm mà các bạn tự học, mà không phải là đi học nha, không phải là các bạn nghỉ việc rồi các bạn đi học đâu, mà sẽ là cái năm mà các bạn vừa học vừa làm. Các bạn học qua những cái trải nghiệm, qua những cái kinh nghiệm mà các bạn làm được, những cái thành tựu các bạn làm được trong năm 2022. Và sau đó một năm nha, a year from now,
Ở đây chúng ta có lá bài A Year From Now, sau đó một năm thì sẽ có một cái cơ hội mới đến và nó sẽ là một cái bước nhảy vọt của các bạn. Có thể là ra khỏi cái môi trường này, ra khỏi cái công ty này, hoặc có thể là đối với cái cơ cấu hiện tại thì đây là cái vị trí cao nhất các bạn có thể đạt được, nhưng có thể là một năm sau thì sẽ có một sự biến chuyển khác về cái cơ cấu nhân sự và bạn có thể có một cái bước nhảy vọt lên hơn nữa. Nói chung là năm 2022 là năm mà về công việc và tiền bạc và tài chính thì các bạn tạm gọi là nên ngồi yên. Nói chút về câu chuyện tài chính trong 2022 của các bạn á, mình cảm thấy là các bạn làm ra được nhiều tiền và cũng tiêu rất nhiều tiền, và mình cảm thấy là tiêu xài cho các mối quan hệ là nhiều á, giống như là các bạn chi tiền để không phải là chi tiền để mua mối quan hệ nha, mà chính xác là các bạn chi tiền để làm tốt đẹp hơn cái mối những mối quan hệ xung quanh. Có nghĩa là không phải là một người ghét bạn mà bạn chi tiền rồi bạn khiến cho người đó thích bạn, nó không phải theo hướng đó, mà là bạn chi tiền ra để lấy thiện cảm từ những người xung quanh, và những người đó không phải là những người ghét bạn, những người đó là những người mà bình thường hoặc là những người hơi quý bạn, thì bạn sẵn sàng bạn chi tiền ra để cho những người đó quý bạn hơn nữa và giúp đỡ bạn nhiều hơn nữa, hoặc đơn giản là bạn lên làm leader thì bạn sẽ có những cái buổi mà bạn mời team member của mình đi ăn, đi chơi, đi giải lao, đi kết nối, đi team building. Nói chung là các bạn sẵn sàng chi tiền cho những cái việc đó để cho cái công việc của mình được tốt hơn, được hiệu quả hơn. Thì nói chung là năm 2022 của các bạn chi tiền khá là nhiều. Ngoài ra thì cũng thấy là các bạn có thể là chi tiền cho một cái cho việc là học hay tìm hiểu một cái gì đó, cũng là chi tiền. Rồi qua đến việc là tình cảm và các mối quan hệ, thì tình cảm và các mối quan hệ của các bạn nhận tụ bài thứ ba, mình cảm thấy năm 2022 của các bạn không có tập trung nhiều về vấn đề yêu đương, giống như là vấn đề yêu đương với các bạn nó là một cái việc gì đó nó đã cố định và nó đã rõ rồi, các bạn không có tập trung nhiều năng lượng về cái đó mà các bạn tập trung cái năng lượng ra những cái mối quan hệ xung quanh nhiều hơn. Có vẻ năm 2022 sẽ là cái năm mà các bạn sẽ phải đầu tư đến các mối quan hệ xung quanh, tạo dựng, xây dựng, như các bạn thấy là partnership and alliance, xây dựng những cái người mà thân hữu, thân tín, hoặc là xây dựng những cái người mà cùng phe với mình á. Nói chung là những cái người mà sẽ giúp đỡ mình trong cuộc sống thì bạn đầu tư. Nhưng mà ở đây mình thấy có một cái năng lượng gì đó nó như kiểu là bằng mặt không bằng lòng. Nó không phải là bằng mặt không bằng lòng theo nghĩa xấu đâu, mà nó như kiểu là ví dụ như trước nay bạn với một người nào đó có một cái sự xung đột lợi ích nào đó, thì vốn dĩ hai người cũng không thích nhau cho lắm, nhưng mà trong 2022 có một cái việc gì đó mà hai người sẽ phải bắt tay làm hòa với nhau, hoặc là bắt tay làm việc chung với nhau, giúp đỡ nhau, và bạn sẵn sàng đầu tư và xây dựng, xây đắp cái mối quan hệ đó lên theo hướng tốt đẹp để mà tin tưởng là chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ giúp đỡ nhau, chúng đó. Nhưng mà bản chất á, bạn sẽ không hoàn toàn tin cái người này. Lá bảy kiếm cho thấy là cho dù bạn có ở bên ngoài, bạn có thân thiện, bạn có cư xử hòa nhã tốt đẹp với người đó đến đâu, thì cái sự thật là trong thâm tâm của bạn vẫn không hoàn toàn 100% đặt lòng tin tưởng cái người này. Bạn vẫn có một cái sự dè chừng, bạn vẫn có một cái sự quan sát họ từ xa, bạn vẫn có một cái nào đó. Nói chung là những cái mối quan hệ đó nó sẽ chỉ là mối quan hệ đồng minh, mối quan hệ partners để giúp đỡ, đối tác để giúp đỡ nhau thôi, chứ nó hoàn toàn không có mang bất kỳ một ý nghĩa nào về một mối quan hệ mà mình có thể gọi là tin yêu được, sẽ không có cái việc đó. Nói về tình cảm đi, tình cảm của các bạn độc thân thì mình cảm thấy là các bạn vẫn chưa dứt khỏi được một câu chuyện cũ nào đó, dẫn đến cái việc là
năm nay các bạn cũng vẫn sẽ ế tiếp thôi. Cái hình ảnh của một cái gì đó nó cũ, của một cái gì đó nó ở trong quá khứ, của một cái gì đó mà đáng lẽ nó phải được quét dọn đi từ rất lâu rồi, nhưng mà nó cứ trở đi trở lại và nó cứ ám ảnh đeo đuổi các bạn, khiến các bạn không thể tiến được đến những cái thứ mới được. Mặc dù các bạn đã gọi là về mặt physical, về mặt suy nghĩ, tư tưởng thì các bạn đã dẹp bỏ nó rồi, các bạn đã lấy cây, lấy chổi quét nó, đuổi nó đi rồi, nhưng mà về trong thâm tâm và suy nghĩ các bạn vẫn còn bị ám ảnh bởi những cái đó. Còn đối với những bạn mà đã có đôi có cặp á, thì như lúc đầu mình có nói á, đó là có vẻ như cái mối quan hệ của đó của các bạn nó đi đến một cái mức rất là ổn định, vô cùng ổn định và chắc chắn, cho nên là bạn giống như là không cần thiết phải đầu tư quá nhiều về vào trong mối quan hệ đó. Và đây là một cái thời điểm để bạn xây dựng lại cái bản thân mình đối với các quan hệ đối tác, quan hệ đồng nghiệp, những cái mối quan hệ gọi là mang tính chất là cộng sự, giúp đỡ nhau nhiều hơn, và bạn tập trung cho công việc của bạn. Tuy nhiên thì vẫn có một cái lời khuyên ở đây dành cho các bạn, đó chính là hãy chậm chậm. Các bạn xây dựng bất kỳ một mối quan hệ nào, hãy chậm chậm lại, hãy cho mọi thứ nó được mở ra, nó được diễn ra một cách tự nhiên. Cho dù đó là mối quan hệ nào, cho dù đó là mối quan hệ tình cảm, tình yêu đôi lứa, hay là mối quan hệ cộng sự đối tác, thì các bạn đừng có thúc đẩy mọi thứ nó theo hướng quá nhanh, mà các bạn hãy để cho nó từ từ được mở ra một cách tự nhiên. Và mình nghĩ chắc chắn là các bạn ở tụ thứ 3 này á, các bạn rất là khá là giỏi, khá là không phải giỏi mà khá là tốt trong cái việc mà xoay sở các mối quan hệ. Nghĩa là các không cái đối với một số người á, thì những cái mối quan hệ nó có thể làm người ta nhức đầu mệt não, nhưng mà riêng cái tụ thứ 3 mình cảm thấy là các bạn ấy có một khả năng tương tác về mặt linh hồn, về mặt trực giác rất là cao. Trực giác của các bạn tụ thứ 3 vốn đã mạnh mẽ, và trong năm 2022 nha, nó sẽ là một cái trực giác mạnh mẽ. Các bạn sẽ có một sự thức tỉnh và phát triển về trực giác một cách mạnh mẽ hơn nữa. Do đó nó giúp cho các bạn có thể điều khiển tốt các mối quan hệ trong cuộc sống của mình. Đi đến cái phần cơ hội và thử thách trong năm 2022, các bạn chọn tụ thứ 3 thì có thể nói là thử thách khá là nhiều. Sẽ có một cái sự, như lúc nãy mình nói là có một cái sự chuyển biến và thức tỉnh về mặt tâm linh và trực giác, khiến cho các bạn, khiến cho cái sự trực giác của các bạn nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng chính vì cái sự trực giác mạnh mẽ đó, nó cũng kéo theo nhiều những cái vấn đề phiền toái đến với cuộc sống của các bạn. Ở đây thì mình không có nhìn thấy rõ là những cái phiền toái đó là ở khía cạnh nào, nhưng mình chỉ cảm thấy là ban đầu á, cái sự phát triển về mặt trực giác nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy rất là thích thú, và có thể khiến cho các bạn cảm thấy giống như là nó giúp cho cuộc sống của mình nhiều hơn. Nhưng dần dần các bạn sẽ bắt đầu thấy nó có những cái sự phiền toái nhất định. Mình có một cái ví dụ nhỏ, không phải dành cho tất cả mọi người nha, chỉ dành cho những bạn nào mà có niềm tin về những cái chuyện như vậy thôi. Nhưng ý là mình đang ví dụ thôi nha. Đó là ví dụ như là bạn thức tỉnh về mặt tâm linh, bạn có thể nhìn thấy được, nói là nhìn thấy thì hơi ghê, nhưng mà bạn có thể cảm nhận được những cái điều mà không phải bất kỳ người thường nào cũng có thể cảm nhận thấy. Và ban đầu thì bạn thấy nó khá là thú vị đúng không? Nhưng mà sau dần thì nó bắt đầu mang đến cho bạn những cái phiền toái, nó bắt đầu khiến cho bạn cảm thấy quá bị bận rộn, kiểu giống như là cuộc sống của mình đã quá bận rộn rồi mà bây giờ mình còn phải cảm nhận được rất là nhiều thứ, quá nhiều luồng thông tin đến với các bạn, làm các bạn mệt mỏi, các bạn không xử lý được, làm các bạn bị phân tâm, các bạn bị sao nhãng, các bạn không thể tập trung được vào cái cuộc sống thường ngày của các bạn, mà các bạn bị sao nhãng bởi những cái điều khác đó. Đó là một cái ví dụ nhỏ thôi nha các bạn, không phải ai cũng như vậy đâu. Chỉ là một cái ví dụ nói về một trong những cái khía cạnh của việc là thức tỉnh trực giác, giác quan thứ 6 thôi. Những bạn khác sẽ có những cái khó khăn khác, chứ không phải là ai cũng gặp những khó khăn đó. Thì nhưng mà bù lại khi mà các bạn
gặp những cái khó khăn đó thì bù lại là những người thân xung quanh của các bạn, hoặc là cái người partner, cái người mà luôn ở bên cạnh các bạn á, sẽ là người luôn giúp đỡ của các bạn. Các bạn may mắn có được những người như vậy ở trong cuộc sống, giúp đỡ các bạn vượt qua những cái giai đoạn đó. Và chính bản thân các bạn cũng biết sử dụng cái sự thức tỉnh về mặt trực giác của mình để giúp đỡ người khác. Do đó gọi là thách thức thì cũng có, nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội. Nó là cơ hội để bạn phát triển bản thân mình hơn, và cơ hội để bạn giống như là bạn làm việc thiện á. Bạn làm trong năm 2022 mình cảm thấy là các bạn làm việc từ thiện rất nhiều nha. Và chính nhờ thông qua những cái hành động tốt đẹp đó mà cho dù 2022 nó có mang đến cho bạn những cái thách thức và những cái khó khăn như thế nào, thì in the end mình đều cảm thấy là các bạn vượt qua được và các bạn xử lý được tốt những cái vấn đề mà nó xảy ra trong quá khứ, nó xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Bất kỳ những cái câu hỏi nào mà cuộc sống đặt ra, vũ trụ đặt ra, thì các bạn đều tìm được lời giải đáp trong năm 2022. Còn gì nữa không ta? Cẩn thận một chút, trong 2022 sẽ có những người mà họ luôn, mình luôn cảm giác là có một cái có những cái mối quan hệ nào đó mà nó luôn lởn vởn trong cuộc sống của các bạn. Chọn tuổi thứ ba, đó chính là ví dụ như một mối quan hệ cũ, hoặc một mối quan hệ nào đó mà các bạn không cho phép nó diễn ra ở trong cuộc sống của mình, nhưng nó vẫn luôn dõi theo các bạn, nó vẫn luôn theo dõi, theo sát từng bước các bạn, hoặc là nó vẫn lởn vởn xung quanh và nhìn ngắm các bạn kiểu như vậy á. Thì đó chỉ là một cái điều nữa thôi. Mình nghĩ là cái điều đó nó cũng không có ảnh hưởng gì đến các bạn mấy đâu, nhưng chẳng qua là nó cũng là một cái tác nhân mà nó thường xuất hiện, và với cái sự phát triển trực giác của các bạn thì chắc chắn các bạn cũng cảm nhận ra được cái điều đó. Thì đôi khi cái đó nó cũng có thể là sẽ là một cái sự phiền toái mà nó diễn đến cho các bạn đó, nhưng mà mình nhìn chung thì mình vẫn cảm thấy nó thật sự nó không có một cái chuyện gì nó quá nặng nề hay nó quá nghiêm trọng diễn ra ở đây. Tất cả các bạn đều xử lý được tốt. Các bạn trong tuổi thứ ba trong năm 2022 là những người rất là mạnh mẽ, rất là kiên cường, nhanh nhạy, kiên quyết, quyết đoán, và làm mọi việc rất là gọi là nhanh chóng, rốt rẽn. Cái mà các bạn cần đó chính là hãy tin vào bản thân mình nhiều hơn, hãy tin vào cái khả năng, cái năng lực của bản thân mình, và đừng để cho bất kỳ một ai đánh giá, đừng để cho cái giá trị của mình, đừng đặt cái giá trị của mình vào sự nhận định của bất kỳ một ai bên ngoài, mà hãy là cái bản thể mà tin và yêu thương cái bản thân mình nhất. Thì đó là những gì mà mình nhìn thấy cho các bạn nhận được bài thứ ba. Nếu các bạn cảm thấy hay, đúng và phù hợp bản thân thì hãy like và comment dưới phần bình luận giúp mình. Nếu các bạn muốn có những trò bài cá nhân riêng với mình á, thì hãy nhắn tin cho mình trên Facebook hoặc Instagram Linh Miu Tarot. Mình sẽ tư vấn cũng như vé giá cho các bạn. Đừng quên follow Linh Miu Tarot trên YouTube, Instagram, Facebook và TikTok để biết khi nào mình ra video clip mới nha. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn vui. Bye bye.